liên quan, số điện thoại đặt hàng. Cái này chắc là mình phải đi mình đặt trước á, mình gọi điện mình đặt trước. Khoái nhất là nhìn cái cảnh nướng gà nè, là cái này mình nướng mật ong anh hả? Dạ, nướng dầu á. Dầu hả? Dầu. Dạ, cái cửa vô gà Long Sơn dưới kia đó. Quán này quán mới. Mình sắp chạy cho ta. Đúng thời gian là như thế này. Hôm nay mà úp lên là đi nhanh lắm luôn á. Mình nguyên tem chứ như là anh em chụp hình đừng ngày giờ camera bình thường thôi, mai ướp chiều mai ướp vậy mới nóng là nó sôi thấy là chưa kêu chưa kêu chứ khô vậy không ướt ướt nhiều như người này kêu lại mình chẳng gà mà nó nướng nó phải ướt ướt này nè chứ gà mà nó nướng chứ nó khô lắm nó phải ướt ướt mới ngon nó không có khô thịt quá nó mềm mềm vừa vừa gà đây là gà nướng mật ong nha. Đương nhiên là có quét mật ong rồi. Không quét mật ong. Có quét bao luôn. Kêu quét đồ nhập sữa. Quét bên mùi thơm á. Có một món rồi đó mình. Đương nhiên là dò về quét rồi anh không à, ý là ok anh. Đều cắt mỏng mỏng. Có một con gà hả? Xay xay cái phần mà đầu là phía Nam nha. Nam để đầu đuôi chứ cái đuôi. Nam để Nam cái đầu này cổ rồi đó. Bữa nào nói lâu xíu nha. Cần có nghỉ giùm nha. Anh không cần nha. Ai nói người đấy ăn nha. À thế cứ mạnh mẽ bàn hai con anh ơi. Hai con em ơi. Bàn hai con. Thế cắt to to xíu. Cắt to tí. Bàn hai con. To to xíu. Sao đâu, cắt nhỏ được. Này đô mạnh đó nha. Bạn này đô mạnh không nha anh em. Thành viên này thấy giống như bữa đi du lịch đó. Quá hấp dẫn. Không có mày gương mặt quan hộ có không đâu. Vì là một cái thôi, một cái bên này thôi. B20 này thôi. Bà chủ ở biệt thự vô mở cửa. Chủ mở cửa rồi chủ. Nhà có chó kìa. Nhà có chó dữ. Ờ. Nhìn nó ra dí chạy không kịp á. Có visa đúng không? Có bạn visa đúng không? À. Ở này ở đây vài bữa. Nha ơi đập cửa đi ha. Vô. Có bàn pizza luôn. Ồ có hồ bơi luôn. Có hồ bơi luôn nè, đẹp không? Hồ bơi đây tắm được á. Này villa nha cô chú. Thêm cái villa một đêm á. Rộng lắm, rất là rộng luôn. Lấy lầu. Rộng lắm. À, tối nhậu đây cũng được nè. Có nhất cái hồ bơi nè. Ai có hồ bơi người lớn luôn á. Hồ bơi lên người lớn được á. Sâu có 1 mét à. Sâu mấy. Còn đây là nước cắt. Lấy phòng được chưa nghe? Cái này là hồ bơi nè, cái này là chén rửa rồi mình tới mình nấu nướng rồi luôn, tại chỗ luôn, rất là rộng luôn. Rộng lắm, đẹp lắm. Ôi, nhìn đẹp lắm. Hồ bơi là 1m6, bên kia là người lớn nè, đúng rồi. Ờ, 1m6 người lớn nữa. Lúc trước mình ở bên kia ngay chỗ căn hộ kia cũng có cho thuê từng căn hộ đó.
ra biển. Thôi lên, đi thang bộ được rồi. Có thằng máy vừa đi thang bộ thôi. Bước mấy bước. Ừ. Hai lẻ một. Em. Hai lẻ một à? Hai lẻ một. Ôi phòng đẹp quá hả? Đây. Phòng đẹp á. Phòng đẹp á Thọ. Ừ. View phòng đẹp nè. Phải. Không, view view phòng đẹp á. Ừ. View nào cũng đẹp hết á. Đâu nhà mà cái gì đâu. View là đẹp. Không? Rất là đẹp luôn. Nếu mà mình thuê ở đây một đêm mười mấy triệu á. Ừ. Đêm mười mấy triệu chứa mấy chục người không quý vị. 404. Hả? Dạ 201 ở dưới anh. Dạ. Đi bộ xuống một vòng anh. Dạ đi bộ xuống. Đây là tầng 3 rồi. Ừ. Đó, view này, đẹp lắm. Mỗi nhà đều có một cái ban công. Đầu tôm. Ốc len. Hầu huyết. Hầu huyết. Con so. Ốc hương ở kia đó. Ốc hương anh. Từ xuống bớt ngón đi hả? Dạ. Nhiều món lắm, ừ, hấp dẫn lắm. Ôi có hai bịch hả ta? Hai bịch chắc đủ anh hả? Vậy cái này đủ à? Đủ. Tôi vô cái gì nhỉ? Không chắc nước rồi các bạn. Ủa cái kia vậy? Tao tưởng mà lấy cái kia. Đầy luôn á chứ, 6 tô đầy. Cứ chia làm 3 đi. 3, 1 cái. 4 gì vậy? Ôi giời. Muốn có nước qua kìa đó rồi. Cứ cái chia làm 3. Đây, được á. Cái này làm gì đó? Còn gì bằng nữa? Nó không biết chữ. Thiếu tô mà, vô lấy tô nữa hả? Không, bạc 2 tô được. Kiếm tâm và kiếm cây để lại nhìn cái tâm rồi đến vô tiền đâu. Hấp dẫn không? Quá hấp
hấp dẫn luôn. Rất là hấp dẫn luôn quý cô chú anh chị. Giữa hồ ba ơi, có hồ ba ơi. Hôm nay chị Oanh dẫn về nhà chị Oanh chơi. Dạ, dẫn về nhà chị Oanh chơi. Cô còn mà thương nè. Lá chim, lá chim. Mẹ, mà thường cái là cải. Cải nha cô chú. Đây là ốc nữa nè. Ốc len, ốc len. Ốc len. Muốn xào ốc chét. Mấy khi lên xuống tàu đó, mấy khi xuống Vũng Tàu Thọ kêu mấy khi xuống Vũng Tàu nên là ghé nhà chơi. Mẹ gì rau? Dạ rau anh. Rau hào. Hai rau. Hả? Lấy ra luôn hả? À, lấy ra luôn hả? Ừ. Lấy luôn mấy kia luôn nhưng mà cần để chứ nữa. Đó, ăn đều. Ăn đều hả? Đây là có mua hấp. Có mua hấp đâu. Anh Diễn ơi, còn cái nữa nè anh Diễn. Đây. Không đi, đi này đi của người ta. Đi, chúng của người ta mới đi. Chúng của người ta đi. Có gì đó tao thiếu thiếu. Dạ. Thiếu bia anh. Phải. Mì 2 rau, bên đây chỉ có 1 mì 1 rau. Ở đây là 2 mì. Không đều hả? Có 2 bút đá không có đâu cô. Đều chia sớt ra, chia sẻ ra. Đầu cô chia sẻ ra chú mua đâu. Cái đầu cô xe ra một cái này. Chia ra bóc cái nữa. Quá hấp dẫn. Không, cái này chưa có. Bạn em chưa có. Bên đây là để bơi. Cái chiên nhiều rồi. Đây là cá mú à. Hả? Cái này cái gì? Cá mú, cá mú. Cá mú hấp Hồng Kông. Ồ. Cá mú biển kiểu Hồng Kông. Dĩa này là thôi chứ có lít rượu. Vậy lít. Cái này phải là 5 lít. 5 lít à, 5 lít à. 5 lít. Thôi ơi. Lâu 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 ta mới nhậu một lần. Lâu một lần ta nhậu đi. Vô vô vô. Lâu 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 gì? Hết mồi luôn. Hết mồi, hết mồi. Lâu lâu. Cộng đi mới hát được. Cộng đi. Cái này lại không? Bài đó hay lắm á. Lâu 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 ta mới nhậu một lần. Tướng kiểm soát giùm anh. Nhậu một lần là ta mới nhậu cho say. Đâu đi mình đâu. Vô. Em vừa đây Nam ơi. Ừ. Rồi. Rồi. Đi vô ly thở đâu. Hai người ngoài kìa. Ở đây là không có công an thủ nào nữa cô. Ngủ thôi, nhậu đâu mà ngủ. Đi anh sẽ hát lại cái bài đó nè. Nè, vô nè. Lâu 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 mà ta mới nhậu một lần. Nhậu lâu lâu mà ta mới nhậu lâu lâu. Nhậu một lần. Vô. Vô. Không phải phim thôi chứ. Mẹ. Ý ơi. Năm nay có bồ nghe. Dạ. Anh Vũ ơi, anh Vũ,
mình là qua rồi. Anh em mình qua rồi. Anh em mình. Hãy coi chừng chút con mình kìa. Tên nó đầu gì nhỉ? Em nhắn mình sao? Ủa anh nhắn được sao nữa vậy? Kể hồi mai mốt hỏi sao. Quý vị à, quý cô chú anh chị và các bạn vui gọi là kỷ niệm. Rồi đông đâu rồi, đông rồi. Video này là chỉ là video kỷ niệm nhưng mà mong quý cô chú anh chị và các bạn thông cảm nha. Dạ trong cơ quan sinh nhật quý. Cơ quan em làm 11 năm rồi và đều có nhiều kỷ niệm lắm. Dạ. Cái gì vậy? Sao đã đánh giá vậy? Chết cha rồi sao vậy? Xem mà đánh giá, xin đánh giá. Video kỷ niệm nhưng mà mong quý vị tốn tiền và sếp ơi, sếp ơi nha. Dạ đó, đó, ok. Ôi, hoài đâu ok. Giờ đưa quà lên mày nói. Anh chịu bằng đồ vô. Bếp trưởng, bếp trưởng. Không quay video rồi. Ghê không, ghê không, ghê không. Ghê không. Hai người chơi đóng bằng hả? Hai người chơi đóng bằng hả? Không, cái thế này là vẫn chưa nghĩ đó. Chưa bao, chưa bao. Cái thế này anh hồi anh ẩn. Anh hồi để thay. Rồi, ok. Chào quá. Dạ, không phải là em đi quay YouTube không đâu. Công việc của em đang làm. Anh cần đâu? Em đang làm kỹ sư viễn thông. Mười mấy năm rồi. Nói chung là cũng cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều đã thương yêu thương và ủng hộ. Cuộc sống thì gọi là cái sự cố gắng nhiều lúc là có nhiều điều là cô chú thích và cô chú không thích. Nói thẳng nhiều lúc cô chú thích và mong cô chú, những cô chú nào thích thì cũng luôn yêu thương co em. Cô chú thì thích, những cô chú nào không thích thì cũng mong là cô chú chị và các bạn luôn yêu thương. Dạ em không có chiên, không chiên nhưng mà nó kỷ niệm, gọi là kỷ niệm. Dạ lấy kênh Facebook nha, Facebook Cuộc Sống Sài Gòn TV. Lưu lại kỷ niệm á, kỷ niệm. Đây là lớn hết luôn.
khắp Sài Gòn. Đi khắp Sài Gòn. Dạ nhớ một con đi Sài Gòn sắp tới. Dạ. Đi khắp Sài Gòn. Dạ. Hot một chủ đề rất là mới. Dạ, đi khắp Sài Gòn. Nếu mà cô chú nào có dịp thì ghé bạn đi khắp Sài Gòn. Anh Vũ qua đây, qua đây. Qua đây, qua đây, qua đây. Ken Kim TV. Hello, xin chào cô chú. Anh Giang đây chú ơi. Anh Giang đây chú ơi. Vui lắm. Cái này là cái máy của anh không? Rồi cái bây giờ là mình chuyển sang là mình trao quà một cái được không? Đứng 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 đứng. Dạ, em đang công tác ở bên lĩnh vực Nguyễn Thông là hơn mười mấy năm rồi á. Nhưng mà nói chung á là nhiều cô lúc chưa chửi em buồn lắm. Nhưng mà thôi, sống môi sinh nhiều lúc là nhiều cô chú thường như là em bây giờ đó em không quay YouTube đó, thì em vẫn sống bình thường. Dạ, nhưng mà nhiều lúc gọi là cái kỷ niệm của vui lắm. Dạ. Cảm ơn, nhưng mà nói qua nói lại thì cũng cảm ơn quý cô chú chị và các bạn rất là nhiều trong thời gian qua luôn đồng hành cùng với em, luôn em chân thành cảm ơn rất là nhiều. Dạ, có những vấn đề gì sai sót thì cũng mong cô chú chị và các bạn cũng bỏ qua cho em nha, đừng hần trách em làm gì. Dạ, em không phải là quay đi quay YouTube không nào, công việc chính của em á, em công việc chính không phải là quay YouTube. Dạ. Sai vậy? Sao còn sai vậy? Quý cô chú anh chị, cái nồi đây là cái nồi cháo là đặc biệt. Nồi cháo đặc biệt của bếp trưởng. Bếp trưởng kia đây. Nồi cháo đặc biệt. Dạ, video này là em video kỷ niệm. Video kỷ niệm. Anh Triều. Video kỷ niệm. Mười mấy năm á, em là tụi em làm mười mấy năm á, nhưng mà cái video này là video kỷ niệm. Dạ. Em, múc đi em. Trời ơi, nãy giờ trời cái sạch nén chưa. Thôi vậy nè. 10 năm sau anh em mình coi video clip này là vẫn còn 10 năm. 10 năm. À. Nồi cháo gọi là nồi cháo tình thương mến thương mà nồi cháo đẹp việt. Trời ơi. Đây, cô chú ơi. Cái video này là video kỷ niệm. Anh mặc chưa? Anh mặc chưa? Bắn chưa? Đây, cháo hào. Dạ. Cháo hào sao điệp, nhưng mà nó là video kỷ niệm. Dạ. Rồi thì đầu bây giờ nó có màu. Chủ đầu tư nè. Đấy, đây nè, bếp trưởng nè. Đó. Quá ngon. Riêng mà nếu mà ngày nay mà không có anh Triều là mất thức ăn hết. Không có đâu. Cháu này là cháu hào. Diễn ơi. Cháu sò điệp. Sò điệp. Quá. Điệp có, sò điệp. Hào có, tôm có. Nó chỉnh quá rồi. Nhưng mà sò điệp ngon quá. Trời. Anh Lâm ơi, em ngập mồm mà. Ngập mồm. Ngập mồm. Như bạn Nhân Sapa TV á. Ngập mồm. Đó, vô. Ngon. Đấy. Dạ. À, kỷ niệm. Tắt rồi. Bên này em thử vô tâm sự nha. Bên đây. Anh với em là cũng biết rồi đúng không? Không bị. Vừa qua. Bây giờ 11 giờ rồi. Kỷ niệm. Chị ngồi. Chị là bảo lừa.
Không xuống giờ á. Đúng rồi. Không sợ. Vũng Tàu. Hả? Dũng Sinh hả? Chỗ này trong khu dân cư, trong khu bãi biển hơi rác một xíu. Quá rác rồi, rác quá trời rồi. Rồi kết thúc hành trình là đi Vũng Tàu.